Và đây là Highly Cocktail Blue Hawaii và Tears of Heaven ở trên tầng 22 của Bến Thành Tower, ngay trung tâm quận nhất. View thực sự rất là đẹp các bạn. Hãy đến thử một lần nhìn Sài Gòn từ tầng 22 của Bến Thành Tower. Và đây là đường Trần Hưng Đạo quận nhất. Tối hôm nay và tối hôm trước phải nói là Sài Gòn khá là lạnh các bạn. Nhiệt độ khoảng độ rơi vào 19-20 độ gì đó. Mình đi ra đường là mình mặc áo khoác. Và ở trong nhà ngủ cũng mặc tới hai lớp áo lận. Chúng ta quẹo phải vào đường Jackson. Bây giờ chúng ta quẹo trái vào đường Lê Thị Hồng Gấm. Bến Thành Tower nằm ở góc đường Lê Thị Hồng Gấm và Ký Con, quận nhất. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ tối ngày 15 tháng 1 năm 2021 và mình đang có mặt ở tòa nhà Bến Thành Tower nằm ở góc đường Lê Thị Hồng Gấm và Ký Con, quận nhất. Tối hôm nay mình sẽ lên tầng 22 của tòa nhà này để uống cocktail và ngắm toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tòa nhà nào. Và đây là tầng thứ 22 của tòa nhà Bến Thành Tower. Ở đây họ mở cửa phục vụ từ khoảng độ 5 giờ rưỡi chiều tới khoảng độ 2-3 giờ sáng. Và mình thấy là nhân viên phục vụ khá là thân thiện và lịch sự. Nói chung là ở dạng chuyên nghiệp các bạn. Và ở đây họ mở nhạc trẻ, chủ yếu là nhạc nước ngoài rất là sôi động. Khá là khác với bên khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ. Thì hôm trước mình có quay khách sạn Rex, mình lên đó uống cocktail. Thì ở đó họ chơi nhạc khá là im dịu. Ở đây từ tầng 22 nhìn xuống toàn bộ trung tâm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, rất rất là đẹp. Và chủ yếu là giới trẻ đến đây uống cocktail, uống rượu ha. Mình sẽ quay một vòng khu vực trung tâm Sài Gòn trước khi mình gọi cocktail.
Các bạn thích sự yên bình thì có thể tìm đến với khách sạn Rex ở tầng 5, quán bar có view rất là đẹp. Và các bạn có thể tìm thấy video đó trong cái phần bình luận và mô tả của video này. Mình sẽ đặt cái đường link ở trong đó. Bây giờ chúng ta cùng bước lên trở lại. Đi về khu vực mình sẽ gọi cocktail. Ở đây thì mình đi hai người thì sẽ có một cái bàn tròn và hai cái ghế. Họ ấn định là như vậy. Còn cái khu vực mà có ghế sofa thường là dành cho nhiều người, dạng là một nhóm nhiều người để gọi rượu. Và đây là ly cocktail của mình. Ở đây mình đã gọi Blue Hawaii và Tear of Heaven. Một ly như vậy có giá 260.000 đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% phí VAT. Chính xác là cộng thuế phí luôn thì tổng số tiền cho hai ly cocktail này là 600.000 đồng hơn. Chính xác là 600.000 đồng, 600 đồng. Một cái giá cũng tương đối là cao nhưng mà cũng đúng thôi, ở ngay trung tâm Sài Gòn, quán bar ngay tầng 22. Và cái giá này cũng tương đương với bên khách sạn Rex. Ở bên khách sạn Rex 5 sao trên đường Nguyễn Huệ, bán cocktail từ giá 249.000 đồng trở lên. Chúng ta cùng tiếp tục ngắm cảnh trung tâm Sài Gòn từ tầng 22 của Bến Thành Tower. Sài Gòn về đêm rực rỡ ánh đèn, thực sự rất rất là đẹp. Mình nghĩ cái giá khoảng độ 300.000 đồng cho ly cocktail bao gồm thuế phí là rất là đáng, bởi cái view thực sự rất là đẹp. Hãy thử đến một lần. Mình còn nhớ cái cảm giác mình uống cà phê ở trên tầng 76 của tòa nhà Landmark 81 thì cái view cũng rất là đẹp. Tuy nhiên ở đây là ngay trung tâm Sài Gòn nên sẽ khác chút xíu. Ở ngoài kia thuộc quận Bình Thạnh. Các bạn có thể xem thêm cái video về Landmark 81. Mình đặt cái đường link trong cái phần bình luận và mô tả video này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.